Em chào tất cả anh chị em của chúng mình đã đến với lại kênh của Nhân Vlog 1989 nha. Trong video ngày hôm nay thì em giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ của mình tầm cỡ khoảng 500 lít nha. Và cái chủ đề trong video này mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, đó là anh chị nào ở nhà mình có những cái mẫu tầm cỡ khoảng 400, 500 thậm chí là một khối, nhưng mà ngày trước mình không có xây ngăn lọc á. Bây giờ để bơm bên trong hồ mình đặt vị trí nào để cho nó hút hiệu quả? Tại vì có rất là nhiều anh chị khi mà hồ của mình đi vào vận hành á, cái vị trí mình đặt bơm nè, rồi mình cho hút đáy hút mặt nó không hợp lý, nó dẫn đến cái tình trạng là nước trong hồ của mình xử lý không có được tốt, giống như là phân còn tồn động bên trong hồ, hoặc là máy bơm cũng như là cái hút đáy của mình á, nó không hút được phân. Vậy thì mình làm như thế nào để cho nước trong hồ của mình nó trong được giống như trong video? Thì trong video ngày hôm nay em mời mọi người cùng như là em sẽ ghé nhà của anh Nhân ở tỉnh Ninh Thuận nha. Mình tham quan cái mô hình hồ của Nhân đến thời điểm hiện tại, bây giờ hoạt động trên 3 tháng rồi, nước rất là trong, cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Thì trong cái video này, ngoài việc mình chia sẻ cũng như là giới thiệu hệ thống lọc hồ của anh Nhân á, thì mình sẽ chia sẻ lại anh chị em của chúng mình cái vị trí mình đặt máy bơm cũng như thổi luồng hợp lý để giúp cho bộ lọc của mình hoạt động hiệu quả nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Hồ này của anh Nhân ở đây chiều dài là 2m, chiều ngang của mình là 60 và mực nước trong hồ anh Nhân đang để là 50 nha. Như vậy là mình tính ra hồ này của anh Nhân tầm cỡ khoảng là 500 lít hơn nha cả nhà. Nếu như anh chị em cô chú mình đi ống âm á, thì hai hút đáy 49, một hút mặt 49 nha, chia đều ra. Sau đó là mình cho cái hút đáy hút mặt của mình á, sẽ dẫn nước qua bên hệ thống lọc. Đó là cái cách mình làm ống âm. Còn nếu như nhà mình đã có hồ sẵn giống như của Nhân rồi, bắt buộc mình phải để máy bên trong hồ á, thì anh chị em cô chú lưu ý giùm cho Nhân nè. Cái chiều ngang của mình nó tầm cỡ khoảng 50-60 á, thì không thể nào lúc nào mình cũng đặt cái vị trí máy bơm hoặc là mình đưa cái hút đáy ra giữa tâm hồ là không có được. Tại vì nếu như cái chiều ngang của nó chỉ có 50-60 á, anh chị mình chỉnh luồng ly tâm hướng tâm khó lắm, khó để mà nó xoáy vòng tròn cái phân nó gom lại ngay chỗ giữa tâm hồ lắm. Cái đó là những cái trường hợp cái hồ của mình cái chiều ngang nó tầm cỡ khoảng 1 mét trở lên đó cả nhà, giống như hình vuông rồi đó, thì mình chỉnh ly tâm hướng tâm nó dễ. Còn cái hồ của mình chiều dài 2m, ngang 60 mà cao 50 giống như của Nhân á, chỉnh ly tâm cực kỳ khó nha. Vậy thì cái cách mình đặt vị trí máy bơm cũng như là hút đáy thổi luồng của mình như thế nào cho nó hiệu quả? Đơn giản nhất đó là anh chị em của chú mình sẽ chọn một trong hai vị trí nha. Một là mé bên phải, mình đặt bơm giống như của anh Nhân. Hai là mé bên tay trái, ngược lại. Vậy thì khi mình đặt máy bơm bên mé tay phải, cái nước của mình sau khi mà được xử lý á, trả về hồ sẽ là bên mé bên tay trái nha. Có nhiều anh chị giống như là để cái máy bơm bên mé tay phải giống như của anh Nhân, sau đó bơm lên hệ thống lọc rồi nước của mình trả về ngay chỗ đó luôn là không có đúng đâu. Vậy thì cái phân bên mé tay trái, bên chỗ mà nước về hồ của anh Nhân á, sẽ không hút được phân nha. Cái phân nó tồn động bên đó. Anh chị em cô chú mình có chỉnh cái luồng nó đẩy cỡ nào cũng không bao giờ dội lại được. Tại vì cái chiều dài hồ của mình nó tới 2m, nó khá xa nha. Trừ những cái trường hợp giống như là hồ của mình 80 hoặc là 1m á, mình chỉnh cái luồng nó mạnh thì nó đẩy dội ngược lại thì được. Chứ còn cái hồ của mình chiều dài 2m, anh chị mà cho cái luồng nó đẩy mạnh quá thì nó sẽ đảo lộn nước ở cả nhà. Cái phân nó cũng sẽ bị nát và cá của mình sẽ rất là khó bơi. Vậy thì cái cách mình đặt vị trí bơm sẽ cực kỳ đơn giản hơn, là vị trí một là bên trái, hai là bên phải giống như của anh Nhân nha. Để từ ngay chỗ cái phần bơm này thì anh chị em của chú mình sẽ dẫn nước ra bên ngoài. Ví dụ như mình có thể là chế hút đá hút mặt thì cho nó ngay vị trí đó luôn, chứ không phải là mình để cái bơm ngay chỗ vị trí bên phải giống như của anh Nhân, sau đó là mọi người sẽ nối cái đường ống cho nó ra giữa tâm hồ là không có đúng đâu. Thứ nhất là nhìn cái hồ của mình sẽ thô, thứ hai là cái phân nếu như nó trả ngược lại ngay chỗ vị trí máy bơm á, thì cái phân sẽ không được hút được nha cả nhà. Còn khi mà mình đặt cái vị trí máy bơm bên mé tay phải giống như của anh Nhân, nước về hồ là mé bên tay trái á, thì anh chị em cô chú mình sẽ tạo một cái luồng để nước của mình á, nó luôn chuyển động và nó từ từ nó sẽ dạt cái phân qua bên vị trí của máy bơm bên mé tay phải đang chờ sẵn. Lúc này cái lực hút của mình sẽ mạnh hơn và nó sẽ hút cái phân nè, cái cặn li ti thức ăn dư thừa ra bên ngoài. Đây là cái cách làm của anh Nhân và theo mình nghĩ nó sẽ rất là hiệu quả đối với là những cái hồ chiều ngang của mình dưới 1m nha cả nhà. Vậy thì cái cách làm lọc của anh Nhân như thế nào để giúp cho nước trong hồ của mình trong, cá của mình khỏe mạnh dạng người được giống như trong video? Bây giờ mình sẽ quay cũng đơn giản thôi để cho anh chị em cô chú mình dễ hình dung luôn nha. Bây giờ mình sẽ quay thật là chậm ngay chỗ phần lọc của anh Nhân cho mọi người xem nha. Ở đây thì anh Nhân xài là hai bơm nha cả nhà, một bơm 4.500 và một bơm 2.300, thì tổng bơm của mình là 6.800 nha, cho cái hồ chánh tầm cỡ khoảng 500 rất là hợp lý nha. Hai máy bơm này mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài hệ thống lọc của mình nha. Khi mà ra bên ngoài thì anh chị em cô chú mình lưu ý giùm cho Nhân á, bơm đã làm nát phân rồi mà đừng có bao giờ xài túi lọc nha, mà cho nó vào trong một cái lắng á. Cái lắng thì mình có thể là xài ống 200, cái thùng cà phê gì cũng được,
nhưng mà cho nó lớn một tí xíu nha, để cho nó có đủ cái không gian, thời gian nó lắng lại. Thì trong những cái thùng lắng này, mọi người xài Zimat nè, lưới lan giữ phân lại nha. Sau đó nước sạch của mình sẽ thoát ra bên ngoài. Thì khi mà thoát ra bên ngoài, đây là cái lúc mà mọi người xài cái túi lọc nè, sẽ trùm lại để nó lừa những cái cặn dư thừa lại nha. Đó là sau đó nước sạch của mình trả về hồ, mình sẽ cho làm luồng cũng như là cung cấp hàm lượng oxy cho hồ của mình luôn. Và đó là cái cách mà hiện tại bây giờ anh Nhân đang làm lọc nha mọi người. Nói chung là những cái hồ mini tầm cỡ khoảng 500 hoặc là 600 giống như của anh Nhân á, cái bơm để cho nó hoạt động hiệu quả theo mình tối thiểu là tầm cỡ khoảng 6.000 nha. Còn anh chị mình muốn cho nó hoạt động một cách gọi là maximum luôn, nước luôn trong và cá của mình khỏe mạnh dạng người, thì cứ tầm cỡ khoảng 7.000 hoặc là 6.000 giống như của Nhân nha. Tại vì khi mà cá nó đi ra bên ngoài thì hai cái phần bơm của mình nè sẽ nhanh chóng lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh, thì nó sẽ nhanh chóng hút phân nè, cặn li ti thức ăn dư thừa ra bên ngoài, nó sẽ đưa vào trong ngay chỗ cái lắng á. Nước của mình có trong hay không, có sạch hay không thì nó nằm ở ngay chỗ phần lắng nha. Có nhiều anh chị mình cũng làm hồ giống như của anh Nhân, cũng để máy bơm bên trong hồ luôn, nhưng mà vì sao nước trong hồ của mình vàng mà nước trong hồ của anh Nhân trong là nằm ở ngay chỗ cái phần lắng nha. Cố gắng làm lắng lớn một tí xíu để cho nó đủ cái không gian, thời gian nó lắng những cái cặn xuống. Tại vì máy bơm nó hút ra bên ngoài, nó tán nát phân rồi, mà cái lắng mình làm nó nhỏ quá, mình sắp nó không đúng, không có gì. Cái phân của mình nó qua bên ngay chỗ dàn ba ki hoặc là nó qua bên ngay chỗ dàn lập tràng thì không thể nào nước trong hồ của mình trong được nha. Rồi khi mà nước ra bên ngoài ngay chỗ dàn lập tràng hoặc là cái dàn ba ki với anh chị em cô chú mình sẽ tận dụng cái lực nước. Ngay chỗ này thì mình sẽ nói vì sao anh chị mình nên xài cái máy bơm lớn nè. Nếu như mình xài cái bơm 4.000 cho cái hồ 500 cũng rất là hợp lý. Nhưng mà khi anh chị em cô chú mình để máy bơm bên trong hồ á, mình bơm ra bên ngoài, cái bơm của mình nó lớn tầm cỡ khoảng 7.000 hoặc là 8.000 giống như của Nhân á, cái lực nước trong hồ của mình về sẽ mạnh, anh chị mình sẽ tận dụng cái lực nước đó, giống như mọi người thấy là trong hồ của Nhân nè, bên mé tay trái mọi người thấy không? Mình sẽ chia ra tổng cộng là hai đường. Một đường thì mình sẽ cho làm thổi luồng mặt, nó vừa thổi luồng vừa có oxy luôn. Một đường thì mình sẽ cho nó làm thổi đáy. Đó thì khi mà nước nó trả về hồ á, cái lực nước của nó sẽ đẩy nhẹ qua, đẩy nhẹ qua bên ngay chỗ cái phần hai máy bơm của mình chờ sẵn. Cộng với lại là cái cá của mình á mọi người, nó bơi nữa, đó nó sẽ quạt lại, nó tạo một cái dòng chảy. Thì cái phân của mình khi mà cá nó đi ra bên ngoài cứ theo cái lực nước thôi, đẩy nhẹ qua bên mé tay phải thì cái bơm của mình sẽ chờ sẵn, nó sẽ hút những cái phân ra bên ngoài. Đó thì anh chị nào hiện tại bây giờ ở nhà mình đang có những cái mẫu mini tầm cỡ khoảng 500 hoặc là 600, ngày trước mình không có xe ngăn lọc á, bây giờ để máy bên trong hồ mình chưa có tự tin, không biết là làm nước có trong hay không, rồi cái cách mình làm như thế nào, lựa chọn bơm bao nhiêu cho nó phù hợp với lại cái hồ của mình để nó lọc nước trong, cá nó khỏe mạnh dạng người, thì anh chị em cô chú mình có thể là tham khảo từ mô hình hồ đến cách làm lọc của anh Nhân luôn nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với là anh Nhân đã giới thiệu với là mọi người một cái mô hình hồ cá koi của mình á, thiết kế một mặt kính phía trước rất là dễ thương, cách mình xử lý hệ thống lọc nè, cũng như là vị trí đặt bơm thổi luồng như thế nào cho nó hiệu quả đối với là những cái mẫu để máy trực tiếp bên trong hồ. Thì mình mong rằng video này của mình với là anh Nhân sẽ giúp ích được cho nhiều anh chị mình ở nhà đang có hồ và lần đầu tiên mình dự định nuôi cá koi có thể là tham khảo nha. Mình xin phép kết thúc video tại đây luôn nha mọi người, cũng đại diện cho bên kênh anh Nhân, em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì em chúc cho anh và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe, em chúc cho công việc của anh Nhân là mang ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Nhân chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake.